Thưa quý vị, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực ngành mình quản lý, nói thẳng, nói thật những vấn đề mà đại biểu và cử tri đặt ra, đồng thời đề ra những giải pháp hiệu quả cụ thể và thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đó là một số nội dung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề cập tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong sáng nay 7 tháng 12. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo sâu sát của thành ủy, giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, sự quyết tâm và trách nhiệm trong tổ chức điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, sự đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế toàn thành phố. Tất cả một lòng tập trung kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh sau đại dịch. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực, chúng ta vẫn còn một số hạn chế khó khăn, như sự phục hồi ở một số ngành lĩnh vực chưa đồng đều, giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến các mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra. Việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn ít. Công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, kế hoạch sử dụng đất, giải pháp mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, vân vân triển khai còn chậm so với tiến độ và yêu cầu. Tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tuy được quan tâm nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Điều kiện tiếp cận công nghệ số, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ công chức và người dân vẫn còn hạn chế. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình khiếu kiện, khiếu nại vẫn còn diễn ra, cần tiếp tục quan tâm, theo dõi, chỉ đạo. Tại kỳ họp cuối năm này, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua 44 báo cáo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành thành phố trình. Nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố. Theo đó, các cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng của thành phố, liên quan công tác quy hoạch, thực hiện dự án, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, tiến độ thi công các công trình dự án trên địa bàn thành phố, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua và ở định cư tại các dự án, việc điều tiết giao thông, sự khan hiếm thuốc chữa bệnh và thiếu thốn vật tư y tế tại các bệnh viện, tình hình bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh về công tác phòng chống tham nhũng, các chính sách liên quan hoạt động điều hành của thành phố, về quản lý phát triển kinh tế xã hội thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Với khối lượng công việc rất nhiều và tính chất quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị. Thứ nhất, thảo luận các báo cáo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan tư pháp của thành phố và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trình bày. Thứ hai, thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân thành phố về những vấn đề cần thiết, bức xúc trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đây là những nội dung trọng tâm của kỳ họp, từ đó quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thứ ba, chất vấn và trả lời chất vấn, những nội dung được nhiều cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm. Kính thưa Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm về lĩnh vực ngành quản lý. Trong báo cáo giải trình tiếp thu trả lời chất vấn, cần đi thẳng vào trọng tâm, nói thẳng, nói thật những vấn đề mà đại biểu và cử tri đã đặt ra và có những giải pháp hiệu quả cụ thể, thỏa đáng để giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm.